Xin kính chào quý vị khán giả, Như Huỳnh rất hân hạnh được đồng hành và gửi đến quý vị những thông tin cập nhật đang nhận được sự quan tâm của quý vị. Và ngay sau đây là những thông tin chi tiết, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Việt Nam đứng thứ 3 trong top 10 nước có tỷ lệ hộ gia đình sở hữu nhà cao nhất thế giới, theo khảo sát của một tập đoàn bất động sản tại Mỹ. Cụ thể ra sao, các bạn cùng theo dõi tiếp video này nhé. Mới đây, tập đoàn bất động sản Garrett có trụ sở ở Kentucky, Mỹ, đã đưa ra danh sách các quốc gia có tỷ lệ hộ gia đình sở hữu nhà cao nhất thế giới. Trong top 10 quốc gia, Việt Nam đứng ở vị trí thứ 3 theo danh sách này. Không chỉ người Việt Nam, người dân nhiều nước khác luôn hy vọng và hướng đến việc sở hữu nhà vì không chỉ là tài sản. Đây còn là niềm tự hào của bản thân và gia đình, thành quả đạt được và mang lại sự ổn định cho cuộc sống. Romania đứng đầu danh sách các quốc gia có tỷ lệ sở hữu nhà cao nhất thế giới. Tại đây, hơn 96% hộ gia đình sở hữu nhà riêng. Có được điều này là nhờ truyền thống thích sở hữu nhà của người dân Romania, khả năng và cơ hội để mua nhà. Năm 1990, 70% số khu chung cư ở Romania thuộc sở hữu của nhà nước. Sau đó, chính phủ bán các bất động sản này, nhiều người Romania đã mua nhà với giá ưu đãi. Mặc dù tỷ lệ sở hữu nhà ở Romania cao, nhưng các báo cáo cho thấy 1/3 số căn nhà ở Romania có thể đang trong tình trạng hư hỏng. Tỷ lệ sở hữu nhà ở Trung Quốc vào hàng cao nhất thế giới với hơn 90%. Theo quan niệm ở nước này, dù sở hữu chung cư hay nhà riêng, sở hữu nhà cho thấy sự ổn định và giàu có. Ở Việt Nam, sở hữu nhà được coi là mục tiêu quan trọng đặc biệt với người đến tuổi nghỉ hưu. Chính phủ hỗ trợ việc người dân sở hữu nhà thông qua các chương trình nhà ở với giá phải chăng. Tuy nhiên, giống như nhiều quốc gia khác, tốc độ tăng trưởng nhanh và giá cả tăng cao đã tạo ra thách thức về khả năng mua nhà. Mặc dù vậy, việc sở hữu nhà vẫn là mục tiêu quan trọng. Ở Nga cũng như nhiều nước, sở hữu một căn nhà cho thấy sự ổn định và là khoản đầu tư vững chắc. Tuy nhiên, có báo cáo cho thấy sự khác biệt về chất lượng giữa nhà ở thành phố và nông thôn. Một trong những kiểu nhà phổ biến ở Nga là Kostyovka, chung cư xây thời Liên Xô, một kiểu nhà phổ biến khác là nhà gỗ. Nhiều người sống trong những căn nhà chật chội tự xây bằng gạch hoặc bùn ở Sudan. Tại Sudan, tỷ lệ sở hữu nhà ở nông thôn cao hơn, tỷ lệ sở hữu nhà ở thành thị chỉ khoảng 67%. Tuy nhiên, dữ liệu về tỷ lệ sở hữu nhà ở Sudan không phải là con số chính xác, nhưng nhiều người Sudan quan niệm ưu tiên sở hữu nhà riêng hơn. Ở Ba Lan, có một số lượng lớn người dân sống trong các khu chung cư đã xây lâu, được gọi là Bloxy. Tỷ lệ sở hữu nhà ở Ba Lan vào hàng cao trên thế giới. Tuy nhiên, gần đây, thị trường nhà ở cho thuê cũng được người trẻ và cư dân thành phố lớn quan tâm. Sở hữu nhà không đơn thuần là một nơi để sống, mà còn được xem là biểu tượng của sự ổn định tài chính và khả năng tự lực. Mặc dù giá nhà ở tại một số nơi ở Ba Lan tăng cao, việc mua nhà khó khăn hơn, nhưng điều đó không làm giảm mục tiêu sở hữu nhà của người dân quốc gia Đông Âu này. Theo điều tra dân số năm 2011, tỷ lệ sở hữu nhà ở Ấn Độ chưa đến 87%. Chưa có con số chính xác về tỷ lệ sở hữu nhà ở quốc gia Nam Á này, do Ấn Độ hoãn cuộc điều tra dân số chu kỳ 10 năm một lần. Quốc gia này đang thúc đẩy việc sở hữu nhà của người dân thông qua các chương trình nhà ở giá rẻ cho người có thu nhập trung bình và thấp. Tuy nhiên, sự gia tăng dân số quá nhanh ở Ấn Độ dẫn đến tình trạng thiếu nhà ở và kéo theo hệ lụy tắc nghẽn giao thông ở các thành phố lớn. Nhưng với nhiều người Ấn Độ, sở hữu nhà vẫn cho thấy uy tín của bản thân trong xã hội, có khả năng về kinh tế và là nơi ở yên ổn. Ở Pakistan, sở hữu căn nhà là chuyện trọng đại. Sở hữu nhà của riêng bạn cho thấy sự giàu có, niềm tự hào của gia đình và ổn định. Sự thay đổi của cuộc sống đã làm thay đổi nhu cầu nhà ở tại một số khu vực thành thị. Nhưng nhiều người vẫn muốn làm nhà riêng, cho thấy văn hóa sở hữu nhà ảnh hưởng đến người dân Pakistan như thế nào. Mơ ước là một chuyện, vấn đề tiền bạc, giá đất đai ảnh hưởng đến giấc mơ này của nhiều người. Tuy nhiên, hầu hết người Pakistan vẫn nuôi hy vọng một ngày nào đó bản thân có thể sở hữu nhà riêng. Tỷ lệ sở hữu nhà ở Nhật Bản là 80%. Việc sở hữu một căn nhà ở Nhật Bản là biểu tượng cho sự ổn định, thịnh vượng. Theo quan niệm ngày xưa của người Nhật, có một căn nhà là giàu có. Thế nhưng, hiện nay, ở các thành phố lớn của nước này, dân số đông đúc, giá bất động sản tăng cao, số người già tăng nên quan niệm về nhà cửa có phần thay đổi. Chính phủ Nhật Bản cũng đưa ra các chương trình ưu đãi để khuyến khích mua nhà.
Ngoài ra, Nhật Bản còn thường xuyên hứng chịu thiên tai, nên nhu cầu mua nhà mới chắc chắn rất cần với người Nhật Bản. Trong khi đó, nhiều người trẻ đang thuê nhà vẫn mơ ước sở hữu căn nhà riêng. Ở Tây Ban Nha, sở hữu căn nhà là chỉ dấu cho thấy một người ổn định và thành công. Cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 khiến nhiều người gặp khó khăn, đặc biệt là thế hệ trẻ. Chính phủ nước này đã thực hiện giảm lãi suất để người dân mua nhà, nhưng việc sở hữu nhà vẫn là vấn đề thách thức. Bất chấp các thách thức này, mong muốn sở hữu một căn nhà vẫn nằm trong tiềm thức của người Tây Ban Nha, vì đó là cột mốc cho thấy bạn trưởng thành, tự lập. Báo cáo mới nhất của CV Việt Nam cho thấy giá chung cư Hà Nội đã tăng trong 18 quý liên tục. Theo báo cáo này, so với quý 1 2019, giá chung cư hiện nay đã tăng cao hơn 73%, trong khi thu nhập trung bình của người dân chỉ tăng 6% một năm, thì tốc độ tăng giá trung bình của nhà ở là 13% một năm. Tốc độ tăng giá nhà quá nhanh khiến người có nhu cầu ở thực ngày càng khó tiếp cận. Cụ thể ra sao? Các bạn cùng theo dõi tiếp video nhé! Theo báo cáo của Savill Việt Nam, tại thị trường Hà Nội, nguồn cung căn hộ mới tăng 76% theo quý và 125% theo năm, lên 3.596 căn trong 6 tháng năm 2023. Trong đó, thị trường sơ cấp chào đón 20.412 căn, tăng 5% theo quý và 14% theo năm. Giá bán sơ cấp căn hộ trung bình tại thị trường Hà Nội đạt 53 triệu một mét vuông, tăng 1% theo quý và 17% theo năm. Giá này đã tăng trong 18 quý liên tiếp và cao hơn 73% so với quý 1 2019. Trong khi đó, báo cáo về thị trường nhà ở của Bộ Xây dựng đến hết quý 2 2023 cho thấy lượng tìm mua bất động sản toàn quốc giảm khoảng 33% so với cùng kỳ năm trước. Lượng tin đăng bán bất động sản cũng giảm khoảng 44%. Lượng quan tâm tìm mua đất nền giảm 50% so với cùng kỳ 2022. Tình hình giao dịch trong quý trầm lắng do niềm tin của người mua, nhà đầu tư bị ảnh hưởng và những khó khăn về hạn mức tín dụng, lãi suất vay vẫn chưa được giải quyết triệt để. Thị trường ảm đạm là vậy, nhưng giá giao dịch chung cư mới ở một số thành phố lớn như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh được đánh giá là vẫn có những khu vực tăng cao. Phân khúc căn hộ bình dân có mức giá dưới 25 triệu gần như không có và cũng không có dự án mới. Giá sơ cấp trung bình của thị trường căn hộ chung cư đạt khoảng 47,5 triệu đồng một mét vuông, chưa bao gồm VAT và phí bảo trì. Bộ Xây dựng cho biết, mặc dù giá căn hộ chung cư tại Hà Nội được cho là đang ở mức cao, tuy nhiên, theo khảo sát thì trong quý 2, giá vẫn tiếp tục có xu hướng tăng so với quý trước. Mức giá tăng cao nhất là ở các dự án thuộc quận Tây Hồ và khu vực xung quanh. Số lượng dự án chung cư mới mở bán ở khu vực này rất hiếm và đều có mức giá khoảng 80 triệu đến 100 triệu đồng một mét vuông. Các dự án căn hộ trên đường Phạm Văn Đồng, Nguyễn Văn Huyên, Võ Chí Công, Lạc Long Quân đều tăng giá mạnh so với giá gốc và tăng khoảng 1% đến 3% so với quý trước. Theo ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, nguồn cung khan hiếm, đặc biệt làm các căn hộ giá rẻ, bình dân khiến giá tăng cao. Cộng với đó là việc tăng chi phí đầu vào từ vật liệu, nhân công đến giá đất, tác động cộng dồn vào giá chung cư. Nhu cầu về nhà ở của người dân ở các đô thị lớn vẫn rất cao, trong khi đó các dự án bất động sản có công tác chuẩn bị đầu tư kéo dài khiến nguồn cung sẽ không thể ngay lập tức đáp ứng. Nhiều dự án bị đình trệ do vướng mắc pháp lý nên giá căn hộ có thể vẫn còn ở mức cao, có thể còn tăng, ông Nguyễn Văn Đính nhận định. Thời gian tới, Cà Phê Lên TV sẽ triển khai nhiều video hấp dẫn về hỏi đáp từ hội viên, series kiến thức bất động sản, review khu vực hay dự án theo yêu cầu từ hội viên, tin nóng về hạ tầng. Những video này chỉ dành riêng cho hội viên của kênh Cà Phê Lên TV. Trân trọng mời các bạn đăng ký trở thành hội viên ngay hôm nay để chúng tôi có động lực phát triển nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Với những thông tin mà chúng tôi vừa chia sẻ cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi và đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để cập nhật nhiều tin tức về kinh tế tài chính bất động sản bạn nhé. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.